cảnh thiên tai, du dương tiên nhạc trốn bồng lai, hạc vũ oanh ca cao phong đã dậy bảo tòa. Cao phong đã dậy bảo tòa, có đôi thượng y gần xa tiếng đồn. Chốn kim môn ra vào tấu rộng đền bồng lai, kỳ động thấm sơn tả lòng hữu hồ đua vờn. Tà lòng hiếu hồ đua vần, vần bốn mùa âm dương tiết thảo tâm trí thành cầu đạo câu bình an, dâng lên đi đăng cha quả thực tiên đưa dâng lên lòng tin bái thỉnh tiên thiền mẫu cửu trùng, khiến tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất tiên thiên đi. Sắc phong chế thắng xe loàn bấu ngự đồng, tôn quê đất phủ dày vân cát ni, tôn quê nghiêng tin bàn nhà đi mô cải trần. Nhiệt pháp giới mong luân chư Phật thải hồi tất sao văn vị sư kết thành nghi phương luân chư Phật thiền toàn thân. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Loan thanh sáng hồi cúng đệ nhị thánh tiên thỉnh mời, tích xưa hiển thành trong đền sông sơn, nhan sắc khắc thường nghi dùng nghi, nhan sắc nghi khắc thường giá danh đòi một ni, huy vương nghi khôn bì ngựa đôi quê phủ dày thiên bàn, phủ nghĩa hưng vương là quan sơn la, chiên đàn hải ngàn đủ nhiệt minh ngưng xa dô từ mẫu nương vô hương, hoa nồi nắng thanh ngưng chi tâm kim cương nhất chu miên thập phương. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát. Sa loan thanh gia hồi cung, thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời, thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ ngự đền thoại cung. Trên vương phủ có lòng lân mận cho hai người duyên phận sánh nhau, kết nghĩa trần châu chúa tử, kết nghĩa trần châu đã đành chỉ thăm dành sâu khôn đài.
giới đỉnh chân nhang phần khởi xung thiên thượng đệ tử kiền thanh nhiệt tài kim lô phong khoảnh khắc nhân huân tức lên mang thấp phương tích nhật ra dù miến nam tiêu tài chương nam mô hương cũng giảng bồ tát ma ha tát hương cũng giảng bồ tát ma ha tát loan thanh giác có lãnh truyền ban lên đức ông trần triều ngài có lãnh truyền ban các quan thủy bồ cũng là chữ dịch thành ra cũng đời trần thì mở mang nam hải đức đề tam đi dòng dõi kim chi thành ra cũng hải đường tiên cô đệ nhất hương là đất đi trầm mạnh thành ra hồi cung đề nghị đại hoàng tấu hương cô đôi tên gọi đại hoàng giao y sát quỷ trừ tình chóc tàn ngọc mỹ mắt mà lăng xanh chiêm bao phút thấy bồng thần sao xa đôi vì phu nhân ý mơ màng dâng lên lầm dâng phút ngọc còn yên động đào vừa nghe đi tiền cụ đi xuất hình đi thank you.
dòng nhân khai quang thấp kỳ diệu phương cô chức đàn xin nga tích tặng cung sạc khi phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ca năng tân giang từ bi lần mặt chúng sinh cùng ngang kim định để sóc nhan thập kỳ diệu quang bế và chư thiên tôn sáng hồi cung